tất cả quý vị và các bạn đến với kênh Bốn Bánh Auto. Và hôm nay em sẽ tiếp tục làm một clip giới thiệu về tất cả các dòng xe máy dầu đang có tại salon Mạnh Ô Tô, để các bác có thể tham khảo và lựa chọn cho gia đình mình một chiếc xe nào ưng ý nhất. Đầu tiên là một con Isuzu D-Max 2015 bản số tự động, bản đủ, xe cực dữ luôn, một chủ từ đầu, xe rất là đẹp, màu đều, màu cà phê, màn hình đầy đủ, giá là 450 triệu bao rút hồ sơ. Con này zin từ đầu đít, gầm bệ máy móc, nói chung là lốp mới, sơn xi của như gần như là 100% luôn. Đó, đây là sần sơn này, lốp này, vòng cua lốp này, nguyên bản luôn, xe rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, 2015. Phần lốp và phần những phần giảm sóc rồi là phần thụt này. Hôm nay đi thì vừa sướng luôn. Như chung là Isuzu thì nó không thương hiệu bằng Forerunner nên nó sẽ giá thành nó sẽ rẻ hơn một chút. Đó, đây là phần tất cả là tổng thành. Đèn mới, chung con này thì mới từ ống đít. Đó. 2015 bản số tự động. Gầm bệ đấy. Một chủ từ đầu. 450 triệu bao rút hồ sơ, tích hợp tất cả các hiện đại nhất, màn hình này, nội thất này, con này cũng làm video rất là chi tiết rồi. Các bạn nào quan tâm thì có thể vào Bốn Bánh Auto hoặc là Mạnh Ô Tô xem lại giúp em. Em sẽ em làm chi tiết con này vượt về một video rồi. Thì các bác vào đó xem thì nó sẽ chi tiết hơn. Thùng này, nắp thùng đây, 2015 mà tự động, 450 triệu. Tiếp theo là một con máy dầu nữa là con Everest 2008, 345 triệu bao rút hồ sơ. Có lọc lá một chút cho các bác nào mà nhiệt tình và quan tâm. Con này là 2008, 30S, 37S, 1905, biển khá là đẹp. Tổng thành hiện tại Everest 2008 em có 3 con thì em sẽ quay từng con một cho các bác. 3 con này, sau 3 con nữa, 5 chỗ, 7 chỗ, khá là nhiều. Mà là quan tâm thì có thể liên hệ. Hôm qua giờ bán khá là bán xe rồi, ở đây cũng có khoảng 45 con xe người ta đặt rồi nhưng mà chưa chuyển đi, người đặt cọc rồi, về tên mới vào hồ sơ, chờ hồ sơ về để lấy xe. Quay lại đây là con Everest đời 2008 này, 37S này, có 3 con nhé các bác nhé. Hai con kia là một con là biển Hà Nội, một con là gốc Hà Nội, màu đen hết. Đây là phần nội thất rồi này, chính chủ luôn. Con này có giá là 345 triệu, tổng lá bao rút hồ sơ một chút. Thất đây, ghế da bản một cầu, con này vẫn là phong cũ nhé, 2009 như này nó lên phong mới này. Đèn tròn, con này vẫn là đèn vuông, điều hòa, hai dàn điều hòa. Đó, xe khá là ưng ý con xe này, máy nguyên 345 triệu, sở hữu 7 chỗ máy dầu, rất là đẹp, lốp vòng. Đây là một con phong cũ này, phong cũ so với con 2009, còn đây là một con phong mới đời 2009, phong mới đèn tròn. Form con này cùng đời, cùng form với 2011, cùng form với nó. Con này 2009 cũng chính chủ, tên công ty đã rút hóa đơn rồi, về các bác chỉ việc rút hồ sơ thôi, và các bác chỉ việc nộp thuế và ra biển mới thôi nếu các bác nào có nhu cầu. Đó, form mới màu đen, biển 14L9393, khá là chất.
thất nó đây. Máy dầu hiện tại toàn LED thôi. Còn có con Innova 211 nữa, 425 triệu nữa. Bản G xịn. Tao đi cánh cửa đây. Con này với con đằng trước này nó sẽ khác nhau một số thứ. Đó là lên nó lên 2.9 sẽ, cuối 2.9 nó sẽ lên máy điện và đèn tròn. 2.8 là máy cơ và đèn vuông. Đây khác biệt rõ nhất. Còn một số khác biệt khác thì các bác nào có nhu cầu có thể alo cho em tư vấn, em sẽ chỉ cho các bác những điểm khác biệt nữa mà nó không nổi bật lắm. Đó, 2.9 này. Con này có giá là 428 triệu và kênh Mạnh Ô Tô đã vừa làm video hôm qua. Bác nào quan tâm thì có thể vào đó xem lại chi tiết hơn. Đây là một video tổng hợp nên em sẽ không làm chi tiết, em chỉ giới thiệu tổng thành và báo giá thôi. Đây là ghế là thứ ba đã được gập lên. Tiếp theo là một con biển Hà Nội nữa, nhưng mà con này là đời 2008 các bác nhá, cùng với con 37S kia. Con giá 345 triệu và rút hồ sơ. Không khác gì con kia cả. Nội thất của nó là màu kem. Máy dầu vẫn là phòng cũ. Này đi rất là gầm cao, đi rất là sướng. Phòng là rộng rãi. Gầm cao nó, máy dầu rất là tiết kiệm. Hiện tại đang rất là nhiều, hôm qua bán một con phấn hồng về Lạng Sơn và một con phấn hồng nữa 2.9 cũng về Đồng Hỷ, về Võ Nhai Thái Nguyên. Đó, hai con bán hai con rồi, còn bốn con nữa. Con nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để trên màn hình 0978 87858 và 0971076858, em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Ba con LED đều 345 triệu và sẽ có lộc lá cho các bác nào và bao hồ sơ cho các bác nào nhiệt tình. Đó. Trần phèo, đeo chỉ nguyên bản, không lỗi, riêng Mạnh Ô Tô có nào báo lỗi thì em sẽ báo lỗi và bán lỗi quá trong mức cho phép thì em sẽ bán cho thợ. Đó. Không bán tại salon những con xe nào mà lỗi hoặc taxi, mất hết giá trị của khách hàng. Tất cả các con xe này đã làm video hết rồi. Các bạn nào quan tâm thì có thể để vào kênh em đã làm rồi, thì vào đó xem giúp em. Đây là một con 2.8 nữa, 2008 cũng này 345 triệu, 37A các bạn nhé, nhìn biển nhé, 37A 25409, con này 345 triệu. Này nhìn nó, em đánh giá con này nó chất lượng một chút, về nội thất và máy móc nó sẽ ổn định hơn một chút so với hai con kia cùng đời. Trần nó vẫn là trần bọc ni lông mới toanh luôn. Chất con xe này 345 triệu. Lô con này thì hai lốc trước còn mới, hai lốc sau thì mòn mòn, đi khá là lâu nữa. Đó, 5 chỗ cũng khá là nhiều, còn hai con 7 chỗ này em sẽ giới thiệu lốt. Con này con 2011 465 triệu, bao rút hồ sơ, biển 36. Tất cả đều là số sàn một cầu hết. Con này cùng form với con 209 kia, nhưng mà 211 nó sẽ đèn nó sẽ khác một chút, đầu nó vẫn sẽ có chữ LED kia ở đầu. 211 lốp mới toanh, lốp gầm bệ chắc chắn, xe chất không lỗ nhỏ. $465 triệu.
màn hình và máy dầu, xe cứng, xe và chất đó. 22 và 23 thì em cũng vừa bán rồi thì hiện tại chưa còn. Nếu bác nào thích 21 đổ lên đến 2008 thì có thể liên hệ trực tiếp qua em. Ở đây con Innova 211 máy xăng bản G 425 triệu. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em. Trên đây là một video giới thiệu tất cả các dòng 7 chỗ máy dầu đang có tại salon. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để trên màn hình. Em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác về tất cả các dòng xe. Xin chào các bác, hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.